Sau một thời gian tạm lắng, gần đây tình trạng phá rừng trái phép tại tỉnh Bắc Cạn lại có xu hướng gia tăng, đặc biệt có những vụ lâm tặc ngang nhiên chặt hạ hàng trăm cây gỗ trong rừng phòng hộ. Phóng sự sau của phóng viên Truyền hình Nhân dân mới thực hiện sẽ cho thấy rõ hơn về điều này. 230 cây xoan có đường kính từ 50 đến 80cm ở trong khu vực phòng hộ thuộc thôn Nà Món, thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông mới bị lâm tặc chặt hạ. Khối lượng gỗ bị chặt hạ trái phép khoảng 90 mét khối đã được lâm tặc tập kết chuẩn bị đem đi tiêu thụ. Xác minh của lực lượng chức năng cho thấy người khai thác trái phép số gỗ này là ông Bàn Văn Sơn, là người dân địa phương. Phát hiện là trong này là họ ở lán, họ có súng bắn, thế là có người mới báo cho công an thị trấn. Thì công an nó mới vào thì không thấy súng nhưng mà lại coi là bắt được cả gỗ. Đúng, Bàn Văn Sơn khai thác hàng loạt đến khi phát hiện ra thì chúng tôi thấy lạ quá, thì bức xúc quá thì mới làm đơn lên xã thôi, lên xã và lên huyện. Còn đây là vụ án phá rừng khác mới xảy ra ở xã Dương Quang, thành phố Bắc Cạn. Một vạt rừng đã bị khai thác trắng. Tại hiện trường, gỗ sau khi bị chặt hạ đã được cưa thành khúc còn ngổn ngang. Qua xác minh, khu vực này theo quy định không được phát phá, do đó việc người dân chặt hạ toàn bộ cây trong khu vực này là vi phạm pháp luật. Cái lô rừng mà các anh vừa nêu thì chúng tôi cũng chưa xác minh cụ thể. Kiểm tra, chúng tôi đang cho kiểm lâm phụ trách địa bàn kiểm tra lại xem là cái lô rừng đấy là nó thuộc cái đối tượng gì. Khu vực Dương Quang ấy thì chúng tôi cũng thường xuyên có tuần tra kiểm tra. Tuy nhiên thì chắc là cái việc nó mới xảy ra này, anh em địa bàn là cũng chưa nắm được. Thì qua cái thông tin này thì chúng tôi cũng sẽ kiểm tra. Nếu như cùng kỳ năm 2019 tỉnh Bắc Cạn chỉ xảy ra 18 vụ phá rừng thì 5 tháng đầu năm nay đã xảy ra 96 vụ. Diện tích rừng bị chặt hạ cũng tăng hơn 26 hectare so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi những vụ phá rừng đặc dụng giảm thì tại tỉnh Bắc Cạn những vụ phá rừng phòng hộ, rừng tự nhiên lại có xu hướng gia tăng. Bên cạnh việc phá rừng trái phép để lấy gỗ thì một nguyên nhân nữa là người dân chặt phá rừng tự nhiên để lấy đất sản xuất.